Rồi hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh chị cách để cho các anh chị có thể là bật cái chế độ hẹn giờ ở trên cái con bot là Master Tech này ha. Đó, khi mà anh chị bận công việc gì đó thì anh chị có thể là bật đúng cái thời gian mà mình muốn mở và tắt ngay cái thời gian mà mình muốn tắt ha. Đấy. Rồi đầu tiên là chị bấm vào coi chữ là hẹn giờ cho mình ha. Rồi trên cái hình thì anh chị ghi cái tên mà mình dễ nhớ ha, mình để là hẹn giờ ha, mình ví dụ như vậy. Đó. Rồi cái chỗ này chọn là bắt đầu ha, anh chị muốn là tắt bot hoặc là bắt đầu thì mình, nếu mà muốn cho nó chạy thì mình để là bắt đầu ha. Đó, thời gian ví dụ như là mình để là 0,7 nè, là 7 giờ nè. Đó, 7 giờ 15 phút sáng đó thì nó sẽ bật lên ha. Rồi các cấu hình mà sử dụng á, thì ở đây anh chị có thể là bật tất cả hoặc là chị chọn những cái phương pháp nào chỉ cần bật tắt ha. Đó thì ở đây mình chọn được hai cái pháp, anh chị có nhiều hơn anh chị tắt cũng được ha. Đấy thì mình chọn hai cái này. Rồi sau đó anh chị bấm vào chữ thêm cấu hình ha. Đó thì ở đây là có nè. Đó khi mà anh chị không sử dụng thì chị bấm vào bên găng và chị xóa đi ha. Rồi ví dụ như là anh chị là muốn cho 9 giờ nó tắt ha, thì anh chị là ghi 0,9 ha. Đó 9 giờ. Đó anh chị cho nó tắt bot này thì anh chị bấm chữ tắt bot nè. Đó thì hai cái cấu hình này lúc nãy á, đó mình vẫn để hai cấu hình lúc nãy ha. Đó, hoặc là chị muốn tắt một cái phương pháp nào đó thì anh chị chọn vô ha. Đó ví dụ như mình muốn tắt cái con bot là biết hai tầng này đi. Đó, rồi sau đó anh chị bấm vào tên cấu hình. Đấy, như vậy là ok rồi ha. Đấy. Khi mà chị bật cái chế độ hẹn giờ này á, thì anh chị nên cài đặt chưa chốt lại trước cũng được ha. Đó, anh chị nên cài đặt chốt lại trước cũng được. Rồi nếu như anh chị nào mà chưa có con bot này á, thì chị cứ liên hệ với mình để mình cấp miễn phí cho các anh chị ha.